Yo, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của 88 Studio và lại là mình Cận đây. Hôm trước ở trong video đánh giá về chiếc Lenovo Legion 5 phiên bản 2024 thì mình cũng đã nói rằng đây vẫn là một chiếc laptop gaming. Nó rất là ngon, nó rất là mạnh và nó vẫn sẽ là một trong những cái ưu tiên hàng đầu của các bạn ở trong năm 2024 này. Tuy vậy thì do cái mức giá hiện tại nó vẫn đang còn hơi cao một chút, thế nên mình nghĩ rằng là cái phiên bản của năm 2023 vẫn sẽ là một cái phiên bản đem đến cho chúng ta một cái mức hiệu năng trên giá thành là tốt hơn so với lại phiên bản của năm 2024. Vậy thì với cái số tiền chênh lệch là khoảng tầm 7 triệu ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có đáng để bỏ ra để nâng cấp lên phiên bản 2024 hay không? Hay là giữa hai phiên bản này thì nó thực sự có những cái điểm gì khác biệt đáng chú ý thì hãy cùng với mình theo dõi ở ngay trong video so sánh lần này nhá. Còn bây giờ thì intro đây. Và rõ ràng thì so sánh hai chiếc laptop gaming với nhau, chắc chắn cái điều đầu tiên chúng ta nhắc đến sẽ chính là về hiệu năng cũng như là về tản nhiệt của hai chiếc laptop này. Xét về hiệu năng cũng như là nhiệt độ khi chơi game trước đi thì cá nhân mình thấy rằng là hai chiếc laptop này nó không có bất kỳ một cái sự chênh lệch gì ở đây cả. Từ cái việc là cái phiên bản của năm 2024 vẫn sẽ sử dụng là RTX 4060, thế nên là FPS khi mà chúng ta chơi những cái tựa game 3A thì sẽ không có bất kỳ một cái sự chênh lệch nào so với phiên bản cũ. Riêng sang đến một cái tựa game eSports đấy là CS2 thì FPS nó mới có chênh đáng kể do cái sự chênh lệch sức mạnh của CPU i7-14650HX mà so với Ryzen 7-7535H. Tuy nhiên thì riêng ở cái phần eSports này thì mình lại có hai điều muốn chia sẻ đến với các bạn. Thứ nhất là nếu như chiếc Lenovo Legion 5 2023 có một phiên bản sử dụng i7-13700HX thì chắc chắn là FPS của nó cũng sẽ hoàn toàn là tương đồng. Và thứ hai là đối với những cái tựa game này thì thường chúng ta sẽ có xu hướng là hạ độ phân giải hoặc là hạ cái mức setting xuống để đạt được mức FPS cao nhất có thể. Vì vậy mà lúc này thì cả hai máy đều vượt qua ngưỡng 165fps và đều cho ra một cái hiệu quả khi chơi game là tương đương với nhau. Còn riêng về vụ tản nhiệt thì nó gần như là không có một chút khác biệt nào về phần nhiệt độ luôn ấy. Cả hai đều cho ra một cái mức nhiệt độ khá là ổn và duy trì được hiệu năng của máy ổn định trong suốt quá trình mình chơi game. Nhưng mà do được nâng cấp rất là mạnh về CPU, thế nên sang đến cái khâu làm việc ấy thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Với phiên bản Lenovo Legion của năm 2024 sử dụng là i7-14650HX thì nó cho ra một cái hiệu năng phải nói là hơn rất nhiều so với lại là Ryzen 7-7535H đối với những công việc như render hay là các công việc bạn thường làm với những cái bộ phần mềm quen thuộc như là bộ phần mềm của Adobe, Photoshop và Premiere chẳng hạn. Và để cho các bạn có thể hiểu rõ được về cái khoảng cách hiệu năng giữa hai con CPU này thì mình sẽ để ở đây là điểm số của bài test Zenbench R23 để các bạn có thể theo dõi được. Và như các bạn thấy thì theo như bài test này thì i7-14650HX nó mạnh đâu đấy là gần gấp rưỡi so với lại là Ryzen 7-7735H. Tuy nhiên thì như mình đã nói ngay phần trên, đó là nếu như cái phiên bản của năm 2023 nó có trang bị cho mình con chip đấy là i7-13700HX thì hiệu năng của nó cũng sẽ được kéo về rất là gần với lại i7-14650HX. Lý do đây chính là hai cái phiên bản CPU tương đồng với nhau và đời 14 nó chỉ tăng thêm một chút xung nhịp so với lại phiên bản đời 13 mà thôi. Nhưng mà rõ ràng thì với hai phiên bản mình đã có ở đây, hơn nó vẫn sẽ là hơn. Thế nên nếu như các bạn mà cần nâng cấp sức mạnh để làm việc thì mình lại hoàn toàn đồng ý. Tại vì trong công việc thì chúng ta sẽ không có khái niệm đấy là P trên P, mà cứ máy nào mạnh hơn mà chúng ta đủ tiền thì các bạn nên đầu tư để có thể làm việc một cách mượt mà và trơn tru nhất. Tuy vậy thì nếu như đầu tư cho cái phiên bản Legion 5 2024 này thì mình sẽ muốn gợi ý các bạn đến với một cái chiếc laptop khác. Đấy chính là chiếc Lenovo Legion Pro 5 phiên bản 2023 đang sử dụng con chip là Ryzen 9 thì chắc chắn nó sẽ đem ra một hiệu năng là nhỉnh hơn so với lại phiên bản i7 mà mình đang có ở đây. Yếu tố thứ hai đó là về thiết kế thì giữa hai chiếc laptop này về cơ bản cái triết lý thiết kế nó vẫn tương đồng với nhau và vẫn là một cái triết lý thiết kế nó là của cái dòng Legion từ rất là lâu đến nay rồi. Với phiên bản năm 2024 thì chúng ta sẽ chỉ có những thay đổi nhỏ, ví dụ như là các phần viền cạnh bây giờ đã được làm để cho tổng thể máy cảm giác nhìn vào nó có phần là vuông vức hơn. Chúng ta sẽ có một cái phím nguồn được làm cách điệu hơn và cá nhân mình đánh giá cũng là đẹp hơn luôn. Các cổng kết nối ở trên phiên bản 2024 thì cũng sẽ được đặt ra hai bên phần cạnh viền nhiều hơn chứ không được đặt tập trung ở phía sau như trước đây nữa. Và cũng chính nhờ vào cái sự thay đổi này mà bây giờ ở phần phía sau máy của chúng ta sẽ có đến là 3 khe gió tản nhiệt và đồng thời thì cũng sẽ bỏ đi hai cái khe gió tản nhiệt ở hai bên máy. Xét về gu cá nhân của mình thì mình sẽ thích cái kiểu mà các cổng kết nối đặt ở phía sau của cái phiên bản 2023 hơn. Tại vì mình hay có thói quen là cắm và đi dây ở đằng sau máy. Còn trên thực tế thì cái này nó sẽ tùy vào gu và cái thói quen sử dụng của mỗi người thôi. Nó sẽ không có bất kỳ một cái sự ảnh hưởng gì đến trải nghiệm ở trong cái thay đổi này của Lenovo cả.
Và thứ ba sẽ là những yếu tố còn lại mình sẽ gom nói luôn vào một phần. Tại vì là ngoài thiết kế cũng như là một vài những thay đổi nhỏ về hiệu năng thì thật sự đây cũng chính là hai cái điểm thay đổi đáng chú ý nhất và duy nhất của đời máy 2023 so với lại đời 2024. Còn về những yếu tố khác thì thật sự là nó không khác gì, từ các cái giao thức cổng kết nối này, từ chất lượng bàn phím, chất lượng tấm nền màn hình, touchpad vân vân và mấy mây, nó đều hoàn toàn là gần như giống hệt nhau, không có bất kỳ một cái sự thay đổi nào đáng chú ý hay là có thể tác động được đến trải nghiệm của bất kỳ một người dùng nào. Và cũng do bởi là nó không có quá là nhiều sự khác biệt, hiệu năng thì cũng xem xem với nhau. Vì vậy mà mình nghĩ rằng là cái phiên bản Legion 5 2023 dựa trên những con số mình đã đưa ra thì chắc chắn nó sẽ là cái phiên bản có được cái mức hiệu năng trên giá thành là tốt hơn. Và ở trong cái tầm giá từ 32 cho đến 35 triệu như thế này, nếu như các bạn muốn có được một cái sự đột phá thực sự về hiệu năng thì mình nghĩ rằng là Lenovo Legion Pro 5 2023 hiện đang sử dụng Ryzen 9 hoặc là các bạn có thể tìm được cả phiên bản i9 nữa thì sẽ là một cái bước nâng cấp về hiệu năng lớn hơn so với việc là chúng ta chọn i7 ở trên Lenovo Legion 5 của 2024. Và do cái sự khác biệt về tổng thể thiết kế bên ngoài không nhiều mà hiệu năng thì lại cũng rất là tương đồng với nhau như thế, thế nên là cái phiên bản Lenovo Legion 5 2023 chắc chắn sẽ là một phiên bản laptop gaming đem lại một cái mức hiệu năng trên giá thành là tốt hơn so với lại phiên bản của năm 2024. Và mặc dù là mình vẫn phải công nhận rằng cái phiên bản năm 2024 này là một chiếc laptop gaming nó rất là ngon, nó rất là mạnh, tuy nhiên khoảng độ 2-3 tháng nữa khi mà chiếc laptop này nó có phần nào hạ nhiệt về mức giá thành đi thì nó sẽ là một cái lựa chọn phù hợp hơn cho chúng ta. Còn hiện tại ở trong tầm giá từ 32 đến 35 triệu thì mình sẽ recommend cho các bạn cái phiên bản đấy là Lenovo Pro 5 2023 và thấp hơn thì sẽ là Lenovo Legion 5 của năm 2023. Trước khi mà những cái mẫu laptop này sold out thì tin mình đi, nó vẫn sẽ là một cái lựa chọn cực kỳ phù hợp với ví tiền của tất cả mọi người. Và trên đây là toàn bộ những cái điểm khác biệt, những cái điểm so sánh của phiên bản Lenovo Legion 5 2023 so với lại 2024 mình đang có ở đây. Và nếu như các bạn thấy rằng là mình đã bỏ qua mất một chi tiết khác biệt nào đấy, hay các bạn có bất kỳ điều gì muốn thảo luận thì có thể để lại cho mình comment ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì mình là Minh Cận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo đến từ 88 Studio.